Hello các bạn, hôm nay các bạn có khỏe không? Chiều nay mình đi lại chợ này mua một chút đồ, sẵn dịp mình quay chút xíu luôn. À, tiệm này cũng lớn lắm các bạn. À, bán nhiều thức ăn làm sẵn cho mình đem đi. Đem đi chơi, đem đi làm. Tiệm này thì bánh họ làm nóng hổi mỗi ngày nhé các bạn. Bánh mì ngon lắm các bạn ơi. Bánh mì ngon nè, bánh mì Pháp nè. Hôm nay mình ghé đây mình sẽ mua thịt heo xay. Thịt heo xay ở đây thì mình thích lắm. Chiều nay về mình làm canh hủ qua dồn thịt. Sẵn dịp mình mua sữa về để uống cà phê. Có sẵn ở nhà mình pha cà phê uống thì mình khỏi đi ra ngoài tiệm phải không các bạn? Sẵn dịp mình quay gạo cho các bạn xem luôn. Tiệm này có bán nhiều loại gạo khác nhau lắm. Gạo của Thái Lan, của Việt Nam, của Mỹ, của Nhật. Có nhiều gia vị để cho mình nấu ăn. Dầu hào nè, nước tương nè. Những thứ căn bản mình thường xài phải không? Tương ớt nữa nè, cách đây mấy tháng à tương ớt không có. Bây giờ tương ớt ở đâu cũng có bán hết. Nước cốt dừa nữa nè các bạn. Chip bằng khoai tây. Khô bò nè các bạn. Mùa này trái cây thì hơi mắc. Cái này là có 1 pound nha các bạn, là 450 gram. Mua rau thơm về nè các bạn. Rau quế ý nè các bạn ơi. Bây giờ mình đi về thì bị mưa chút xíu rồi. Nếu các bạn thích video, nhớ ủng hộ cho mình một cái like, một cái đăng ký và chia sẻ luôn nghe. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại sau.
Thank you. Bye.